cũng hơi kiểu sao. Nice. Rồi, giờ mình on từ vựng trước nha. Em có cái hình 3D ở sau đẹp Dạ, cái này là em chọn chế độ gì ta? À, chế độ này là cái chế độ mà mỗi ngày nó sẽ đổi cho em một cái hình phía sau. Này hè. Ủa là, hay vậy? dạ, em chọn Nhưng mà em làm sao? Em làm sao để cho nó đổi? em sẽ vô trong để em bài thì em sẽ vô trong setting. Ngay bên cạnh cái màn hình của mình sẽ có cái setting đúng không? Thì trong cái setting á nó sẽ có để mở ra em chụp màn hình xem. Sau đó mình sẽ vô cái audio, nó không appearance, audio và video. Xong ở bên cạnh nó sẽ có nhiều option ở dưới gọi là Có change. cái Sky đây luôn á hả? Của Dạ đúng Sky đây luôn á rồi, hả? Sky, nhưng mà cái Sky là liên kết với Bing nhé, là một cái trình search. Thì đại loại là nó bên cạnh đó nó sẽ có ba cái hình em sẽ đây. Rồi em nói chị hiểu rồi, chút nữa chị làm. Đó thì chọn cái hình mà có cái hình cái dấu của Microsoft Bing Daily Image thì nó sẽ mỗi ngày nó sẽ đổi cho mình một cái hình, và khi nào anh muốn hiện tìm hiểu thông tin của cái hình đó thì mình bấm vô cái biểu tượng màu xanh đấy, chụp màn hình là sao à, rồi đâu thì nó sẽ cho mình để thông thêm thông tin về cái đó nữa. Này là Blowing Owl, để em xem thử nội dung của nó. Nó hay lắm, nó sẽ về cái thông tin của cái hình đó. Mình sẽ tìm hiểu luôn về cái thông tin của cái hình. À, cái loại cú này hả, nó sống ở trên mặt đất hoặc là dưới cái hang nữa, đào hang nữa. Tại cái loại cú à, rồi, Cú giờ mèo. dạ cú mèo, nhưng mà thường cú mèo là nó sống trên cây đúng không? Nhưng mà cú cú này á là nó sẽ sống trong hang lại trên mặt đất. Như con chim mà đẹp. Dạ, thú vị ha. Rồi giờ mình ôn từ vựng nha, hôm trước nhiều từ vựng lắm. Ôi chứ không quen. Rồi từ đầu tiên nhé. Không nhớ à, để em lấy cái phiên âm cho Nhớ nhá. chứ, chữ lửa mà. Lửa thì đúng rồi, nhưng Thì âm thì sao, phát âm gì mà phiên âm rồi, phát âm cho chắc. ngoài rồi. Fire, đúng rồi, nãy mới đọc pin. Anh À em, à, không nhớ được. sao sao chị hay nhìn vô chị đọc tiếng Việt cơ ta. Thì tại vì mình chưa quen Nhưng mà đó. chị nhìn thiên âm là chị lại đọc chúng liền. Nhưng mà Đúng bình rồi. thường chị cũng hay phát âm cái kiểu là giống như là không có suy nghĩ hiểu không? Sao vậy ha? Phiên âm là bởi vì phiên âm nó hỗ trợ cho mình phát âm mà, còn cái chữ này kiểu mình nhìn vô mình dễ thì mình đoán được cái phát âm của nó đó, cho nên là từ từ cứ bình tĩnh. Rồi nhìn phiên âm và phát âm chuẩn là đã là một bước tiến của mình rồi đó. Và cái đó sẽ giúp cho chị sau này là phát âm chuẩn. Còn muốn mà kiểu nhìn từ nào biết từ đó là cũng phải trau dồi thêm. Phải nói nhiều quá ha, phải nói nhiều và nhìn mặt chữ nhiều quá ha, Từ vựng không biết rồi học 3 em năm nó không ra chút nào không biết à, để coi nè bây giờ bà tám học phải 40 tuổi mà không khôn được là chết luôn. bà 8 tới 40 là ngon rồi, không đi nổi đâu. Đấy, cỡ 1 năm, thực ra cỡ 3 đến 6 tháng là bắt đầu nói lổm bổm được rồi đấy, một số cái chủ đề là được rồi. Xong rồi tới 1 năm là bắt đầu hơi miệng miệng màng màng xíu đấy, nói đó chứ học 6 tháng 1 năm là cũng đã bắt đầu khá khá rồi, 2 năm là phải được chứ. Rồi Tối nào cũng xuyên nói chuyện với ông Ấn Độ kia đi. đúng rồi. Rồi, từ nay đặt câu cho em một câu nào. Tôi không thích lửa, tôi sợ lửa. Hay là tôi ghét lửa, tôi sợ lửa không? Có sợ lửa không? Hay là thấy cũng bình thường? Sợ lửa hả?
mới đâu sợ nó. À, ai cho thôi bây giờ không thích thì nó là ai đó đi hả? Ai đó đúng không? Đâu đúng rồi. Đâu gì? Ai đó vài. Đúng rồi. Cửa nè. Ủa? Cửa thì nè. I don't like fire đó. Fire, đúng rồi. I don't like fire. Good. Cái từ này đọc là fire nhé. Fire. Fire. Chứ đừng nói I don't like fire là em không nhận ra được từ đó đó. Tại vì cái từ này nó lại. Đó là fire. 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 Chính xác. Rồi. Từ tiếp theo nhé. Nơi. Đúng rồi, phát âm sao để em lấy truyền âm cho nhìn này. Nhìn không nghi là không nhớ. Play. No, play. Play đọc là play. Play. Đúng rồi, khi nào thấy chữ CA này ở cuối nè, đấy, phải phát âm là S. Play. Play. Play là nơi place. Cho. Rồi. Play. Đặt một câu như thế nào ta? Tôi đi rất nhiều nơi thì nói là sao? Tôi đi rất nhiều nơi hả? Ừ. Rất rất là cái gì ta? À, I have hả? Thôi, được, đôi khi mình đừng có. Hay là I go in. À, I go thôi, I go. Rồi, I go sao? Hả? Nhiều nơi nói sao? Nhiều nơi hả? Nhiều thì nói thì sao ta? Nhiều số nhiều. Many. À, many đúng rồi. I go. I go to nhé, em đi to nữa nhé. I go to many. Many. Đấy, từ mới học. Nhiều nơi kìa. Place. Places. Thêm s. Đấy, tôi đi nhiều nơi, nhiều. Đúng rồi, tôi đọc câu là yeah. I go to many places. Rồi, đọc nguyên câu này em nghe cho nó hay nè. I go to many places. Places nhé, âm is places. Trước mình học place. Từ phải thêm as là phải có âm is đấy. Thì đây, places. Từ như vậy. Rồi, mình học nữa là fire. Place là nơi rồi nhá, thì fireplace là nơi có lửa thì sẽ là cái bếp lửa, bếp lò. Và cái hôm trước mình nói là gì, lò sưởi. Rồi từ này đọc sao? Nói lại nè. Ủa lại fire. Fire. Fire thôi. Fireplace. Fireplace. Đúng rồi, đây là fireplace. Rồi, chính xác, fireplace là cái lò sưởi. Fireplace. Rồi. Cái bếp lò đó, cái lò sưởi. Rồi, nhà tôi không có cái cái lò sưởi này. Đó là sao? I cannot have. I don't have and là và fireplace. A fireplace in my house. Đấy, nhà. I don't have a fireplace in my house. Là trong nhà tôi có cái lò sưởi. Đúng rồi. Từ Việt Nam mình là cái lò sưởi. Rồi. Việt Nam đâu có dùng lò sưởi chi đâu. Trời đâu có lạnh đâu. Ở nghe như ở Pháp đâu. Dạ. Hả? Mà nó có tuyết rồi này nọ. Rồi từ tiếp theo. Từ này tôi nhớ cách phát âm không? Fly. Fly đúng rồi đó.
nhưng mà cái âm phờ nhé, trong âm phờ nhé, phờ phờ fly. Biết rồi. Fly. Rồi. Ok. Từ này động fly, từ đọc là gì? Fly là sai. Rùi. Động từ là gì nhỉ? Rùi. À, danh từ là rùi nhá, mà động từ là bay nhá. Ủa có tính từ nữa nè, để em coi tính từ là gì nhá. Bay hả? Biết được coi tính từ là gì. Ồ. Fly tính từ có nghĩa là thông minh. Ừ. Okay. Thông minh và hiểu biết nhiều và có thể đoán trước được nhiều điều. Ồ, ba cái từ này cái nghĩa nó khác nhau hoàn toàn luôn nè. Động từ là bay, danh từ là con ruồi, mà tính từ là thông minh. À, cái này thường nó sử dụng với lại điểm số, life score. Ví dụ có một số điểm rất là cao, vượt mức bình thường cho nên là à, cái này em gặp rồi, giờ mới nhớ. Rồi ok, nhưng mà hôm trước mình học là nghĩa là con ruồi nhá, thì mình đặt câu với lại nghĩa con ruồi nè. Có một con ruồi trên đầu của anh ta, nói sao? Cái đầu đọc sao quên rồi. Thì trừ nói cái đoạn có một con ruồi đi. Nói cái đoạn đầu em đoạn bài cho. À, có một con ruồi hả? I want ai? Có một con ruồi. Xin lỗi. Gì? Dạng gì? They are. There, đúng rồi. There is. There are. There is. There is. Rồi là fly. Rồi. Ở trên. There is a fly. Trên, ở trên là cái gì quên rồi, on phía trên, phía trên là on đó. On thôi hả hay là only? On on thôi, ở trên là on thôi, only là chỉ mỗi, chỉ một mình thôi. Vâng. Rồi on gì nào, on cái bàn này, cái bộ à, cái đầu hả, của anh ấy tiếng Anh là gì biết không? À, của anh ấy là him. His head. Em nói to to lên chứ. Đó, em nói nó không. Vậy có người trên đầu. Em nói nhỏ quá chị không nghĩ gì hết. What? Như vậy ta. Nãy trừ nói. Hồi nãy nó nói bình thường như vậy mà to đùng đùng. Giờ thì sao? Hello hello. Hello hello hello. Nói to thêm một xíu nữa đi. Dạ. Được chưa? Được chưa? Rồi tiếp nha. Hit here. Không, hit his head. 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 Đọc lại nguyên câu này nè. There, there, không phải là the, there. Đọc sai hoài. There is a fire on his here. His head, đây là e. Head, head. Là cái đầu nhé. Rồi. Cái đầu lần đầu tiên thì Ủa? Cái gì em nói cái gì cái chữ của anh ấy hit. Đúng rồi. My nè, his nè, her nè, your nè. Đấy, her là của cô ấy, your là của bạn. Ừ. Hit là của anh ấy. Anh ấy hit him. Đúng rồi. Thì rồi. Ôi sao nó có một cái app mà đi Philippines vậy? Cái gì bamboo nữa vậy? Rồi, giờ mình sẽ tiếp nha. Fly on his head. There is a fly on his head. Nhớ nha, head. Cái đầu yes. Nhé. Yes. Rồi, yes. Còn lại một cái nữa. Nhớ cách phát âm không? Nhìn sao phát âm vậy á. Thử thôi nè. Fork. Đúng rồi, fork. Cái này đọc là fork. Đấy. Đấy, âm o dài này. À, fork là cái nĩa. Fork. Ồ, trong này có mấy cái gì hay hay vậy? Tablespoon. Dessert spoon. Ôi, ở nước ngoài mà trên bàn ăn ấy, nó sẽ có nhiều loại chén nĩa muỗng lắm ấy. Đây là cái đồ để ăn salad nè, fork. Ồ, mấy cái gam ở giữa này gọi là prong, blade, knife là cái dao, và blade là cái lưỡi dao.
tablespoon là muỗng để ăn đồ ăn bình thường, và dessert spoon là muỗng để ăn đồ ăn mà tráng miệng ấy, bánh biết bánh rồi. đưa ra cú hay nhờ. Rồi ok, nĩa mình là chỉ có dùng đũa với muỗng thôi, đúng còn rồi người ta là nĩa rồi dao rồi sợi rồi muỗng múc canh rồi muỗng ăn trái cây rồi muỗng tùm lum là mình cũng vậy thôi. Tính là mình dạy mà đơn giản hơn. Mình Miếng cũng diêm vú vậy chứ. Em nói to to thêm xíu đi. Rồi, à em nói, chắc là em nói chuyển chủ đề nên chị không nghe. Bên Ấn Độ ấy là người ta... Không phải đâu. Không phải là chuyện chủ đề đâu, mà do cái mic cloud của em nó không nghe á. À dạ. Đôi khi cái mạng nó bị lag thì sao ấy tới chứ. Em không phải bị lát đâu, em nói nhỏ á. À. Em nói nhỏ. Rồi, giờ mình đặt câu nha. Có một cái nĩa trên bàn. Nĩa trên bàn hả? Ừ, nói sao? Cháu quên cứ đọc ria hoài. Ria là sai rồi đó nè. Một cái nĩa mà. Thì nói sao? There is, đúng rồi, is fourth, đúng rồi, trên bàn này được làm được này, on the table, đúng rồi, there is a fork on the table. À, đặt câu này ngon rồi nè. Rồi good. Thì mới đặt câu kia xong lại đặt câu này không nhớ. Đầu đầu dữa dữ. Rồi. Đúng không? À. Rồi từ tiếp theo, từ này. Nhớ cách phát âm không? Hay là để em bật này. À. Cái này chữ c là âm k, âm k là âm câm, mình sẽ đọc là knife. 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 Đúng là âm f sau cuối này, knife. Rồi. Knife. Đúng rồi, chính xác. Dao nhé, nhớ nhé. Rồi, mình đặt câu luôn. Có một con dao bên cạnh cái nĩa. Nói sao? Bên cạnh cái nĩa hả? Rồi, vô nè. Cũng đọc đi. Về, đúng rồi. Knife. Gì? Knife. Knife, âm phờ cuối rõ nha. Knife. Knife. Đúng rồi. Đó, đó. Bên cạnh. Bên cạnh là dòng từ về hôm trước học rồi. Suy nghĩ, ta suy nghĩ. Ủa, sao tự nhiên em không nghe chị nói vậy? Alo, alo. Alo, chị nghe, em nghe à, chị rồi. Nói không? Dạ rồi. Để chị đợi chị chút. Chị đi trả tiền cho cái bạn này, nó đi, nó dẫn con đi khám bệnh ra, nó ra nó ứng tiền. Dạ, dạ, dạ được ạ. Đợi chị chút xíu nha. Dạ. Rồi. À,
em định gọi anh thì anh gọi em. Mấy hôm nay em nhớ nhớ quên quên. Ủa, à, anh Bi, bây giờ mới ông chủ tịch thì mới mới chủ tịch xã mới ký cái hồ sơ trích luật luôn á hả? À, anh Bi, à, ký hồ sơ trích luật thì nói ông là bây giờ mình ký hồ sơ trích luật xong rồi ra bì thì ra bì tên của mình luôn được không ha? Không được. Phải ra bì cho tên ông trước á, tại vì cái đất đó là đất của hình như là nó là K2 á, K2 thì nó phải là tên chính chủ của người khai thác, người sở hữu sông dòng 2-3 năm gì đó, 5 năm trở lên. Ừ. Rồi sau đó mới sang lại cho mình được. Ừ. Vậy thôi anh cố anh làm đi, à, anh chờ ông đi làm đi. À, rồi đóng thuế đóng má gì thì nói em. À. À, cứ chi phí giùm em đi. Có gì anh cứ ghi sổ đó rồi anh em mình tính sau. À. Mà cái ông chủ tịch chị hẹn ghê vậy trời. Alo. Dạ. Alo. Ừ, người ta còn điều tra rồi lung tung mà. Ừ. Rồi anh đi công anh đi đi hả? À. Em câu chó xong cho rồi. Mấy người đó cũng vậy thôi chứ cũng chăm mong với mình ha. Rồi. Ừ. Xong chưa? Yeah. Rồi, dạ, bay. Rồi anh làm đi, em là em học bài chút nghe. À, nói cái từ bên cạnh quên mất tiêu rồi. Từ bên cạnh. Nhớ xíu nữa được không? Chỉ bắt đầu là chữ N. Đó, next, không nhớ. Next to. À đúng rồi. Rất là dễ nhớ. Nhớ đúng không? Không sao, ta ít gặp. À. Từ gặp nhiều rồi sẽ quen nhé. Rồi, there is a knife next to cái nĩa là gì nào? The lie. Cái nĩa hồi nãy cái nĩa knife là cái dao rồi, bên cạnh cái nĩa hồi nãy mình học là gì, tờ gì? Lie. The fork. Lie là con ruồi rồi. Chị muốn giết mà rồi. Chị muốn xử trả mình thì phải có một con dao. Còn dao với nĩa không ăn thua. Chám chám mà rồi. Rồi từ từ. Rồi đọc lại câu này em nghe nhé. Nào. Này let you the fuck. Chính xác. Không, ok nha, không chuẩn nha. Rồi, good. Tiếp nha. Gì nào? Đây. Chị nói em nghe rõ không? Dạ có, nghe được. Từ này nha. Em nói cho to to đi. Em cái từ đó, ủa? Từ này hai nè. Chị em mình mới đọc cái từ đó xong rồi. Không phải. Rồi, nhớ thì để em enter cho nhìn phiên âm nhé. Không. Đó là âm y. Âm y. Nó là âm y á. Leave. Leave. À, âm phờ đấy nhé. Đây cho môi em. Leave. Đấy. Leave. Đúng rồi. Rồi. Chà. À, hôm trước mình học là có một cái lá ở trên sàn nhà. Mình nói sao? There is a clear
A leaf. Đúng rồi. Leaf. Xà nhà là cái gì hả? Quên rồi. Blow. Floor. Ô dài. Floor. A leaf on the floor. Leaf. The law. Cái F của nó là phải F câm, chỉ đọc là L. Law. Vẫn có phờ á nè. Phờ. Floor. Đấy. Rồi, chữ leaf nè, đừng đọc là leaf, leaf mà là leaf. Leaf. Đúng rồi, nhớ nha. Leaf. Tại sao phải dùng là TX mà không dùng DA? Vì có màu cái thôi. Nếu mà có nhiều chiếc lá thì sẽ là, ví dụ như là DA. Many leaves on the floor. DA là để dùng cho số nhiều hả? Đúng. Còn rồi. TX là dùng cho số ít hả? X, dạ đúng rồi. Đây, có nhiều đọc là leaves này. Leaves. Đấy, thì số nhiều mình sẽ đọc là there are many leaves on the floor. Có rất nhiều lá ở trên sàn nhà. Yeah. À, khác nhau chỗ nó đó. Yeah. Rồi, từ tiếp theo. Sorry chị, đợi chị. Đây, từ này. On. Cái gì? In. Đúng rồi, in front of. Đúng rồi, in front of. Chính xác, in front of. Rồi, in front of nghĩa là gì nào? Cái từ đó dễ nhớ vậy mà sao cái nhớ được. Trên A. Cái hồi nãy là on next to là bên cạnh. In front of là phía trước. Chính xác. Rồi, có một cái cây trước nhà tôi, nói sao? Cái cây hả? Ừ. Có một cái cây đúng không? Dạ. Đúng rồi. There is a tree. Rồi. Bên cạnh hay là trước nhà? Trước nhà, mình đang nhà. Học câu trước nhà. In front of house. My house. Đúng rồi. Giờ có nhà tôi mà quên. Đúng rồi. Giờ có nhiều nhà. Nhà lộ có nhiều cây trước nhà tôi, nói sao nè. Rồi. There are many trees. Chính xác. Cũng y như vậy đoạn sau. Of my house. Ghê ghê ghê. Rồi. Thì hỏi được biết và biết sẽ sử dụng liền. Rồi. Giờ nói một câu đi. Có nhiều ngọn đồi phía sau nhà tôi, nó là sao? Có nhiều ngọn đồi hả? There are many hill. Phía sau là cái gì? Hai quên được ta. Hả? Behind. Behind my house. Đúng rồi, chính xác. There are many hills behind my house. Rồi. Yes. Rồi đó. Nhớ rồi nha. Yes. Rồi. Để vài bữa còn rủ anh yêu lên đồi chơi chứ. Trời. Ở đây ở chị là núi đồi không á. Thấy núi là thấy chán, không thể nào leo nổi. À dạ, chỉ thích đi biển thôi à. Đôi lúc cũng thích lên núi chứ, nhưng mà do bị hẹp tâm thu á, leo núi hoặc làm cái gì nặng là thở rất là mạnh. À, chị bị hẹp cái bên trên tim à? Đúng rồi, hẹp tâm thu bẩm sinh đó. Thế thì hơi mệt, tức là không vận động được. Ví dụ chạy là cũng mệt lắm đúng không ạ? Không, mình không được. Nhưng mà... Rồi, từ tiếp theo vậy.
ngồi tám hai bà tám tám tiếng chắc cháy lo Bình từng thường ngày. chị chợ bình thường chị thở cũng mạnh nha. Bình thường mà ví dụ như chị đi chị mệt nè, với lại chị đi mà từ cái xưởng chị xuống cái nhà máy sản xuất chị lên văn phòng thôi là chị thở giống như là cái gì vậy. Xong rồi ai mà gọi điện chị nghe là chị nói cái kiểu giống như rất là mệt mà hụt hơi á. Nhưng mà chiều nào chị bữa nay chị cũng tích cực rồi. Chiều nào chị cũng phải xuyên đi nhảy aerobic. Tuy là nhảy chậm hơn mấy người kia nhưng mà cũng đi cho nó có cái Vui tinh thần tích cực đó. nó vui Chứ không thôi lắm. là chị cứ lủi thủi có một mình chị xong rồi là chị buồn. Dạ rồi từ này nè, em và một đống người em cũng còn buồn. Em cũng thích hồi xưa đi làm là trưa là đi nhảy Zumba, trời ơi, nhảy về nó đau hai cái đùi, trời ơi đi không nổi. Ở trên chị thì nó không có do chị ở xa trung tâm là tới 25 cây số. Ồ Muốn đi học những cái môn thể thao môn Zumba hoặc là yoga khiêu vũ yoga rồi đó chiêu thì phải ở phố. dũ. Ở Dạ đúng phố nhưng mà chị không có thời gian đi đi như vậy. rồi, dạ đúng rồi, đi 25 cây mày mày. Trước kia chị ở phố luôn nhưng chị vẫn không đi. Tại vì chị thấy thời gian mà đi học những cái đó là cái lúc mà trong cái quá trình mình đi học đại học, cái lúc mà mình thanh niên á thì mình quá trình mình đi học mình tranh thủ mình học những cái đó chứ thật sự ra bây giờ là làm kinh tế rồi nó rất là mệt mỏi. Suy Về nghĩ có nhiều lúc suy nghĩ là nó chỉ muốn có ban ngày làm công chuyện ban đêm chỉ thích nằm ngủ hoặc là nằm lướt điện thoại rồi vậy đó. nghỉ ngơi đó, nghỉ ngơi thôi chứ mày. Nhưng mà suy nghĩ là mình sống như vậy là mình lại 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 không có cái kỹ năng mà giao tiếp hoặc là mình có những cái kỹ năng mà mình chơi những cái môn đó nó cũng rất là hay nha. Dạ đúng. Cho nên là thôi bây giờ kiếm tiền nhiều cũng đâu được gì đâu nên thôi bây giờ cũng cố gắng tập những cái gì đó cho bản thân mình nó thấy vui là được. Aerobic cũng tốt, aerobic thực ra cũng một dạng Zumba thôi, cũng nhạc lên rồi mình nhảy thì động tác thể dục, Zumba cũng vậy đó. Vậy là ok rồi. Zumba thì đôi khi nó sẽ kết hợp với động tác khiêu vũ các thứ. Hồi 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 đại học em cũng nhảy khiêu vũ dữ lắm. True, em chỉ thấy em cũng năng động á. Em nói chuyện thôi là chị cũng hiểu em năng động. Rồi giờ mình sẽ qua từ này nha. Phi, cái chữ ai Gần đúng rồi ai đó. ai Face đúng. mà face Mình sẽ nhiều đó, nhiều faces. Còn đây là face face it. là faces là những Face. gương mặt. Face đúng rồi, chính xác rồi đó. Rồi à, đặt câu nha, cao nhỉ. Cái mặt tôi nó xấu ấy. Dạ Cái đặt mặt câu tôi định nó đặt xấu đi đó, trời đặt câu đi. vậy là không được. Tôi đặt câu mà đang là làm cho mình vui vẻ chứ tự nhiên nó đặt câu cái mặt tôi nó xấu Tôi nó đẹp hả? đúng rồi, mạnh mẽ nói đi, mặt tôi đẹp. Mặt tôi đẹp hả? Thôi nói mạnh mẽ đây. My my hay là I am a my hả? My Mày face. đúng rồi, My chú ý face is is beautiful. đúng rồi đấy, sáng vô dạy cái là mặt mình đẹp quá. Gì trời trời bạn chị á, tiên bạn chị lên nó đi chồng. bạn bạn chị nó nói là con Nguyệt cái dáng nó đẹp mà cái mặt nó không đẹp. Dễ hả? Nói vậy là không được rồi, bạn bạn nói là không được rồi đó. Không bà đấy, bà em thì kêu em lùn. Em lùn lắm chị, em lùn lắm chị. Nhưng mà lùn không sửa được đúng không? Em nói là Không sửa đứa nào được bữa nay là mập bạn em ốm đứa nào ủa cho chị em còn sửa được
nó luôn với mẩm kêu ừ tao dạy đó mà chồng tao cao được rồi kiểu vậy tức tức À, đó trong phim cam mét bao nhiêu? 1m74 cũng được được cũng Bảy khá tư là cao rồi đó, cao rồi mà đó. bữa con em cao là tao tao luôn mà tao đẻ con cao là được Không, thời bây giờ đẻ con là nó uống sữa đồ nó cao chứ. dạ dù Em mới có cao mét bao nhiêu? em luôn trời chưa được mấy năm mà Đã, nó mấy năm thì cháu hăng đã, 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 đã. Ăn ngủ, ăn ngủ. Chị thôi cao kệ 1m6. à mấy sáu hàng chị kêu dáng đẹp là đúng rồi không nhưng mà em thấy em dạy chị thì em thấy mặt chị cũng đẹp mà đâu đến nỗi đâu trời ai tự nhiên ai kêu mặt xấu trời ơi ai ác Ờ, vậy bạn bè của chị rồi nhà chị ai cũng cái mặt xinh hơn chị. à do người ta đẹp quá Ừ, do người ta đẹp mà dạ nó đây là cái mũi á. này âm là âm ô mình sẽ đọc là nose nose No, nose no, hồi mà no. em đẻ xong đứa đầu xong á là tâm lý em bị đi xuống á Chết kiểu là hả? bụng mình nó sẽ xong rồi nói chung là em cảm thấy em xấu lắm mặc dù giờ coi hình lại ồ cái hồi đó mình đẹp mà nhưng mà Rồi em cái thời điểm mà em đẻ là em cảm thấy em xấu á với em mất tự tin nhiều thứ nên là em phải đọc một cái quyển sách của Louise Hay à đại loại cái quyển nó tiếng Việt là gì mà em không biết rồi nhưng mà đại loại là trong cái quyển đó thì cái bà này từng gặp rất là nhiều cái khổ sở trong cuộc sống ấy. Sau đó bà cũng tìm cách để bà chữa lành ấy. Thì một cái cách là chữa mỗi ngày lành tổn nói thương. dạ đúng rồi mỗi ngày phải nói những cái câu tự tự nói gọi là những câu trấn an hay là những cái câu tự khen Alo bằng Trọng, đó. con nói gì hai chợ con về ăn cơm đi, mẹ mắc học bà học tiếng Anh. Có gọi gì hai đi. Rồi đó, những cái câu gọi là đó tự khen my face is beautiful đó rồi giờ tới nose nha đây là âm âm o mình sẽ phát âm là âm o chứ mình không phát âm là âm nose mình đọc là nose đấy rồi Sao rồi chị lại có mà hồi lâu chị học nó lại là người ta đọc lại nốt ta nose nốt ừ. Nose nha nè em lấy cái phiên âm em gửi cho chị nè chị mở ra chị bấm vô cái loa nè là chị sẽ nghe được cái bản xứ người ta nói nhé là âm o nhé nose đấy nghe em rồi a rồi đặt câu nè nose hả có cái mũi dễ thương hả hay đúng sao? rồi tôi có cái mũi dễ thương vô My hand no là my mà my hand nose nhé is gì my đó nose hoặc là I have gì gì đó nose rồi rồi à, tại sao 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 lại là my nose is mà rồi I đây have nè tôi có cái mũi dễ thương là sẽ là I have gì gì đó ha ví dụ I have a cute nose Em chẳng nói hạn to to một xíu đi. Trời ơi. tôi có một cái mũi dễ thương I have a cute nose còn nếu mà không á mình nói cách khác cũng được mũi của tôi dễ thương my nose Cute. is cute đúng rồi à cái từ này tiếng Việt là cute nha mà tiếng Anh đọc là cute đừng đừng có gặp người người nước ngoài xong nói my nose is cute là họ không hiểu gì đâu nha rồi đây là hai cách nói mũi tôi dễ thương nhé đấy câu đầu nói là mũi tôi dễ thương còn câu sau là tôi có cái mũi dễ thương đấy rồi giờ nói Okay. hai câu này em nghe nè My nose is cute. I have a cute nose. rồi theo tướng số là mũi mũi mà to và dài là sẽ giàu hồi xưa To dài và kín. đúng rồi em có một bé bạn hồi đó em đi gọi là học
nó gọi là gì ta, intern gì, tự nhiên tiếng Anh thì nhớ mà tiếng Việt thì không nhớ. Thực tập thì có ba con, trong đó có một bé mũi mũi to á, xong rồi thầy thầy mới nói là ù bé này sau này được nè, xong kìa sao thầy thì tại mũi em to, xong nó kìa tự nhiên thầy nói cái mũi em to. Mất hồn lắm, cãi lại liền hả? Xong không, mũi em to nhưng mũi mũi này tốt lắm, thầy đó là người Singapore, thầy nói mũi này tốt lắm. Ông có tướng số hả? Dạ đúng rồi. Đó, mà đúng vậy, sau này, bé đó đi Nhật, em không ngờ luôn á, xong nó đi Nhật, nó học vì nó có chồng với con vậy đó, giờ nó cũng khá dạ, lắm. Chắc có điều kiện mà. Dạ, cười cười. Em cứ ấn tượng xa. Cái lúc đó kiểu em với con bé còn lại cái trò ơi, mua tụi em nhỏ, mua tụi em nghèo. Tại buồn cười lắm. Vui. Nhắc tới... liên quan tới mọi thứ nữa, điều kiện, môi trường rồi dạ. Hoàn cảnh nữa chứ đâu dạ. Phải là cứ ai mũi to là cũng giàu đâu. Nói chung là xong đoạn đó thầy nói thế mà cũng nó cũng không tin, mà tụi em cũng không biết là thiệt không, tại nhà bé đó thì cũng không nó bình thường không rồi đó. Ví dụ như nỗ lực bản thân mình là mình nỗ lực mình đi từ con số 0 mà mình trở thành giàu có thì người ta mới nhìn vô tướng số. Dạ. Con bé đó là chăm chỉ lắm. Giỏi, bé đó giỏi. Dạ. Rồi từ này nha. Từ này. Bus. Chính xác. Rồi giờ số nhiều nha. Có rất nhiều xe buýt ở trên đường, nói sao? Đi vô nhà tôi trời. Có rất nhiều cái xe buýt hả? Ừ, số nhiều là đọc là buses. Yeah. Bus. Rồi, giờ nói có rất nhiều xe buýt ở trên đường. Vô. Yeah. Rồi. Many. Many bus. Yeah, many buses. Trên đường là on. Đúng rồi. Cái đường cái đọc trích đúng không? Đường cái. Đúng rồi, chính xác. On the street. Yes. Ra đây là âm yes. Y dài. Mình đừng đọc âm y ngắn nhé. Mình đọc là y dài cho nên phải đọc street. Street yes. Là âm y ngắn. There are many buses on the street. Rồi, lại nè. Nói lại cho mình nghe nè. There are many buses on the street. Good. Good job. Rồi, tiếp nha. Cái chữ đây giống như cái chữ lớp vậy. À không. Phải glove. Glove là cái găng tay đúng không? Cái này là glass. Cái glass. Đọc, sao đọc vậy? Đúng rồi. Từ này nhìn sao đọc vậy đó. Glass. Đấy. Glass. Rồi. Là nghĩa là gì nhá không? Cái gì ta? Cái ly nước. Cái ly bằng thủy tinh đó. Đó. Glass. Nếu mà thường cái này sẽ liên quan tới thủy tinh, đeo kính nè, là ly nước nè, đấy. Và cái bình thủy tinh cũng gọi là glass luôn đấy. Rồi, giờ đặt câu cho em, có một cái ly nước ở trên bàn nói sao? Ly thủy tinh ở trên bàn nói sao? Có một cái ly thủy tinh ở trên bàn. Đúng rồi. There is glass on the people. On the table, yeah, on the people. I went table. xin lỗi. People là con người rồi. Làm em tưởng tượng là một cái ly nước trên người. Đáng đọc tiếng Anh ngớ anh. Có cục gỏi đầu ốc loạn nha. Trời tự nhiên yeah. Mà liên tưởng qua được thì people. Cái bạn đó là cái bồn mà. Rồi, từ tiếp theo nào. Cái chữ gì giống chữ em bé vậy trời. Đúng rồi, chị em bé nó là sao?
không phải là Barbie. Đúng rồi, baby, chính xác, baby. Rồi, à, đặt câu nào, đặt câu chắc dễ thôi hả? Tôi thích em bé. I like baby. Rồi, I like, à, ví dụ con tôi thì my baby. Đấy, I like my baby. Tôi thích con em bé của tôi hả? Đúng rồi, là tôi thích người yêu của tôi cũng nói là baby cũng được. Đấy. Tôi thích anh bồ. Cái anh bồ nhìn thấy bất giác. Nhưng mà ông nên thương. Đá yêu người khác cho cuộc đời nó mới mẻ hơn. Có ổng ở đó không mà ngồi nói xong mà nhìn nhìn ra để chọc ổng à? Thì sao trời. Không có. Rồi từ nay. Heavy. Heavy, đúng chính xác. Good. Vô phát được luôn. Heavy. Nghĩa là gì nhớ không? Heavy chứ big là nó to, nó bự. Heavy là nặng. Giỏi, chính xác. Đúng rồi, nhớ lại bài hôm trước đúng không? Giỏi. Rồi. À, em bé này nặng thì nói là sao? Em bé này nặng hả? Baby. This. 6 phải đặt chữ this trước. À này hả? Do đó nó là này. This baby. Baby. Ủa tự nhiên baby heavy vậy thôi hả? Thêm gì nữa nào? Số ít thì dùng gì? It. Đúng rồi. Nặng. Heavy. Đúng rồi, this baby is heavy. Hoặc là hôm trước mình học mẫu câu đây là một em bé nặng thì nó là sao? Nó là một em bé nặng. She is. Is. Đúng. Baby. Heavy. Heavy baby. Đúng rồi, hôm trước mình học mẫu câu này đây. It's a heavy It's baby. A heavy baby. Là mình có thể nói cái em bé này thì nặng này. This baby is heavy. Đó, tại vì không cái bé này chị nặng đi cho nó dễ hơn. Cái nào? Cái bé này chị nó nặng hơn. Cái bao bột nhà chị ấy, nó nặng. cái bao gọi là bag. Okay. This bag. Good. Bag. Đấy. It's heavy. Đúng rồi, this bag is heavy. Good. Bao bọc. Bọc cái này chỉ cho mặt. Ok. Thì my coffee bag. Em nói to to, em nói nhỏ quá chịu không nghe. My coffee bag is heavy. Ấy là bao bọc cà phê nhà yeah. Tôi. Yeah. Xịn. My job powder. My job powder, but it's heavy. Job powder, yolk. Yes, job powder. Yes, no. Spell của nó là J. What else? J. Oh. Đúng rồi. Pedip. J-O-S-S Joss. Rồi powder là P O Đây powder. Rồi my đúng rồi. Powder bag is heavy. Là cái thương hiệu đúng không chị? Joss là thương hiệu không, thôi. Đó là cái tên bột. Cái tên của cái loại bột. Nhưng mà nó không phải là cà phê. Mà nó là bột làm nhang á. Ví dụ như bột cà phê thì gọi là Joss Coffee. That's pretty cool. Joss. Còn yes, đó. Em chết một cái ra công ty chị luôn kìa. Ủa có luôn à? Công ty chị mua.
Đó, này đây à? Chết nó vượt ra đó. Ừ. This one. Just Border Việt Nam đó. Ồ. Nếu mà em tưởng chị làm cà phê, đó là chị làm bột này. Ồ. Hay ghê. Chị có mua cà phê của những cái công ty khác xuất khẩu thôi. Còn cái nhà chị là sản xuất cái bột này. Nó làm được từ cái cây gì hả chị? Từ cái cây bồ lời á. Cái cây bồ lời trên cái địa phương của chị ở Kon Tum, Gia Lai là nó trồng được cái cây bồ lời đó. Chúc chị gửi qua Zalo cho. Chà, cây này cũng toàn tiếng Anh đấy chứ. Ngon lành xịn sò. Nhân viên của chị làm. Đứa nào cũng giỏi tiếng Anh hết á. Không giỏi tiếng Anh thì đương nhiên sẽ không dùng làm việc cho chị rồi. Nhưng mà chị thì dốt. Nhưng mà sao em thấy đang hình đang bị bể hết trời. Rồi do màn hình của em hay sao hết chứ. À, được một cái hình đầu tiên được, còn mấy hình kia bị bể. Hay ghê. Ờ nó. Rồi. Đó, công ty của chị em xếp một cái nó lên đầy đó. Đó lên liền ha. Xịn nè. Chạy là chạy chị chạy Google là đứng trang nhất mà em. Good good. Team như vậy là team làm marketing rất là tốt. Chị cái này giỏi lắm. Đúng rồi, Facebook mà, đúng không? Cái này no, chị... không phải. Nè, ờ, đúng rồi, cái đó của Facebook. Làm marketing tốt. Facebook. Nè. Và nó không hề hiện đây là ad mà hiện là natural search, tức là tốt. Hồi xưa em làm công ty cũ em cũng có làm web với lại cả làm Facebook này. Thật ra rất khó nhân để viên của chị rất là khó đó, để không cái đó là mình phải mua em. Bỏ tiền ra mua. Ở Google nè, cái trang đây Facebook chứ Google là phải bỏ tiền ra mua hàng năm nó mới ở trang đầu á. Rồi đăng ký trên sàn giao dịch điện tử Alibaba. Một năm mất 30 mấy triệu á. Ồ, dữ ha. Nhưng mà bù lại người ta cũng sẽ mua cho mình nhiều xuất khẩu. Chứ bây giờ mình làm ăn quốc tế mà mình không đăng ký trên đó là ai biết mình mà bán mà mua. Dạ đúng rồi. Này. Rồi nhớ câu này nhé. Này là phải học cười bà chủ. Cười bà chủ. Bà chủ mà không biết tiếng Anh đi. Mà trong khi là bán hàng quốc tế hết. Không, nhưng mà vậy là ông bản độ của chị cũng nói đúng. Tại vì thực ra mình vẫn phải biết để một phần nào đó. Đương nhiên là mình có nhân viên hỗ trợ mình rồi, nhưng mình cũng nên biết. Dùi không, chứ. Cái đó là cái bắt buộc phải học đó em. Rồi. Mình có điều kiện, mình dư thời gian và cái nó phục vụ cho công việc của mình mà mình không học là mình sai đó. Đúng rồi. Nếu như mình có thời gian mà mình không chịu học là mình sai á. Chính xác. Nếu trước kia là mình không có học về chuyên môn này á, thì do là cái gì đó cái trước kia mình không đam mê, cuộc đời nó không đưa đẩy mình đi tới làm một cái ngành nghề xuất khẩu. Đúng chứ rồi. Còn bây giờ nó đã đưa tới rồi và nó làm thì mình phải phải làm phấn đấu xong rồi á, là phải trau dồi kiến thức, những cái gì mà liên quan tới công việc phải học, đó là cái bắt buộc cho con người, chứ không phải nghĩ lại là mình có điều kiện như vậy, mình có điều kiện như vậy mình thế làm hết đi, mình khỏi học hoặc là làm hay cái gì đó thì đó là một cái sai lầm lớn á. Đúng rồi. Với lại thật ra cái học cũng vui mà, mình phát triển bản thân mình, sau này mình đi gặp đối tác khách hàng rồi cũng mình bạn khách hàng của chị nó cũng vui lắm, nó biết chị không biết nói tiếng Anh, sau này nó nói mày học đi chứ, mày chỉ giỏi mày chịu khó mày học 6 tháng là sẽ biết. Rồi học. Sau đó mày xin nói chuyện lên. Mày nói sai chính tả thì tao sẽ chỉnh cho. Đúng rồi. Xong có rồi có nhiều đứa nó biết chị không có giỏi tiếng, nó biết chị là không biết tiếng Anh nên nó nhắn cái gì, nó nhắn một từ duy nhất thôi. Có đoạn đó là hiểu nhau không đấy. Mày hay quá nha. Kiểu đúng. Chị đúng lắm thôi. Ví dụ
ví dụ nói ý là cần chuyển tiền cho nó là money à. Vui ha, nó nói là I send money đó, à. Nó nói là tao sẽ chuyển tiền cho mày hoặc là I send payment vậy đó, khá là mình biết ha. Rồi à, là tao gửi tiền cho mày. Khá khá, đâu có dài dòng, đâu có dài dòng lý sự gì đâu. Rồi từ này đơn giản, từ này how do you pronounce it, phạm sao thirsty, thirsty chính xác. Từ này không bị ba mươi nha, nó nghĩa là khát nước nha. Rồi nói là tôi khát nước, nói sao nào. Nó có một cái chữ s ở giữa nên nó là từ khát nước. Chính xác. Rồi, nói tôi khát nước. Tôi nói rất là khát nước. Ừ, tôi rất khát nước. Tôi rất khát nước thì phải nói sao ta? I yeah, I have I am tôi. I am thirsty. Very very thirsty. 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 Em nói to to chứ em nói nó nghẹt nghẹt chị nghe chị bực bực á. Nghe được không? Nghe được không? Thirsty. Thirsty. Đúng rồi. Tại sao lại dùng cái từ very là rất. Đúng rồi. Thôi, rất. Tôi rất khát nước. Tôi rất khát nước. Thirsty. Nhớ nha. Okay. Good. Từ tiếp theo nha. Hello Beth. Không, ai mà đi tới mình định bán công việc tùm lum sao rảnh. Bé đi đi. Yeah. Có, để con gửi tiền cho. Để nha bé. Vâng, để chút nữa con điện cho. Chắc ở chỗ đó để gần đi ra đó đám ma chút đi cho người ta tội. Rồi, từ này. Một ngày đám cưới, một ngày đám ma, một ngày tôi nôi, một ngày vỗ quái, một ngày đi học, một ngày nói chung mở mắt ra tốn rất là nhiều tiền. Thì vô thì cố lên. Rồi, từ này. Buồn ngủ. Đúng rồi, chính xác. Có âm sao? Sleep. Sleepy. Rồi, are you sleepy? Yes. Yes. I have, I am have sleepy. Không, đừng có nói I am have. Nó sẽ có hai loại động từ nha. Đúng hơn là ba loại đó. Nhưng mà ở đây em nói hai loại đi. Một loại là động từ đặc biệt. Ví dụ như là động từ be. Và những cái động từ như yes. là can, could, may này đó. Đấy. Thì là sử dụng nó khác với lại động từ thường, ví dụ như have đó, hay là có nè, play chơi nè, do nè đấy. Yes. Thì đã dùng be thì không dùng have nhé. Rồi ví dụ như là I am sleepy, đấy là tôi buồn ngủ ha. Yes, là nó có be đứng sau của cái động từ đó thì sẽ không dùng have. Đúng và rồi. Chỉ nói là I am sleepy. Đúng rồi. Người ta cũng biết là buồn ngủ rồi đúng không? Rồi. Yes. Sao? Mà nhá. Động từ mà copy đó thì sẽ không dùng have nữa đúng không? Đúng rồi. Very không dùng have chứ very hả? Very à? I am very sleepy bình thường. I'm very sleepy. Okay. Tôi rất ngủ bình thường. Không dùng have thôi. Đừng dùng I yes. am have nữa là được nhé. Rồi, ok. Vâng. Đối với lại thì hiện tại đơn thôi nha. Mình đang học những cái cơ bản, bữa sau học mấy cái khác thì nó phức tạp hơn. Thôi mà cứ nghĩ đơn giản trước đã nhé. Rồi. Thôi cứ nói đơn giản vậy đó. Rồi. Cho não nó ăn vậy đó. Suy nghĩ nhiều quá mệt. Rồi, từ tiếp theo. Từ này. Dirty. Không, từ này đọc là âm ơ, đọc là dirty. Dirty. Nó là ir cho nên nó đọc là trơ. Đúng rồi. Đọc là dirty. Đúng rồi. Giờ ví dụ mình nói là cái thùng rác này rất là bẩn thì nói sao? Nó dơ hả? Cái thùng rác là đọc rồi, có ba cái gì quên ta?
cái gì mà nó có cái chữ G đứng đầu? Đâu có chữ bò đứng đầu người ơi. Bờ. Lào. The bean, this bean. Bean à. Nhớ. Yes. Chắc là đơn giản luôn. Chút nữa ra ghi vô cái rác chữ bin. Xong có người à, chút nữa chị về, chút nữa chị ra chị ghi cái thùng rác chữ bin cho nó to lên. Đúng rồi. Ngày nào cũng em nói cho to to. Em nói cho nó to to. Em thấy nhỏ quá chị không có nghe. It's been it. Đúng rồi. Dirty. Sa. Đấy. Mà nếu mà rất bẩn thì mình sẽ nói là very nhá. Đấy. Dirty. Been... Đúng rồi. Very dirty. This bin is very dirty. Sa. Rồi. Ngồi ôn từ vựng thấy. Kệ ôn đi chứ làm gì đâu, học nhiều mà không ôn thì nó không dạy thôi. Đúng rồi. Học bài à. Mới mà bài cũ quên mất tiêu thì cũng như nhau chả được gì. Phải học xong là nhớ. Ừ. Rồi, từ nay. Nếu nhớ học lại cho nó nhớ nhưng mà học dễ nó chắc hơn. Đúng. Từ chắc. Đói. Đúng rồi, đói. Rồi, are you hungry? Tôi rất là đói luôn đó. 10 giờ đói. Yeah. Mới chỉ 10 giờ mà. 10 giờ mà buồn ngủ nè, đói nè, chán nè. I am very hungry. Rồi, trời nói câu này cũng suôn chảy luôn. Đói một tiếng. Câu này bình thường hỏi là từng chữ một và câu này đó đúng nhanh luôn á. Câu được nhiều nha, ôn là 20 từ đặt 20 câu đâu có phải dạng vừa đâu. Rồi, good job. Bữa sau mình học tiếp nha. Rồi, nói dạy tới chiều đúng không? Đâu có ít đâu. Rồi, giỏi nha. Nó vui mà. Cảm ơn cô giáo nhiều nè. Bye bye.